Bác sĩ ơi, bạn gái em bị sùi màu gà thì mình không quan hệ mà chỉ tiếp xúc bên ngoài thì có bị lây không ạ? Mời bác sĩ trả lời ạ. Vâng, chào bạn Minh Anh. Cái việc bạn gái bị sùi màu gà thì khi mình tiếp xúc bên ngoài thì khi mà cái các bộ phận sinh dục nó cọ sát với nhau thì nó có thể gây ra các vết chảy xước và như vậy con virus đấy virus sùi màu gà nó có thể thâm nhập vào cái đường các cái vết qua cái vết thương như vậy và nó ảnh hưởng đến cơ thể bạn tuy nhiên là gì như bác sĩ đã nói thì cái virus sùi màu gà nó có rất nhiều chủng virus khác nhau có những chủng virus nó sẽ gây ra các bệnh lý như sùi màu gà các nốt ở dương vật nhưng có một số chủng virus nó gây ung thư tuy nhiên là gì không phải khi khi nào nhiễm virus hpv cũng bị sùi màu gà nên là bạn sẽ phải theo dõi thêm và sẽ đi điều trị cho bạn gái thật cẩn thận bạn nhé bác sĩ cho em hỏi em đã khỏi bệnh hoàn toàn sau 3 tháng điều trị không mọc sùi màu gà trong 3 tháng đó thì sau này nếu hệ miễn dịch kém ốm vặt thì có thể mọc lại không ạ? Cái việc bạn đốt cái sùi màu gà đấy thì nó sẽ là cái giải pháp điều trị cái các cái triệu chứng. Tuy nhiên cái con virus HPV nó vẫn còn có thể tiềm ẩn trong cơ thể bạn. Nhưng nếu mà sau một thời gian như bác sĩ đã nói khoảng 2 năm mà bạn không thấy bất kỳ biểu hiện gì nữa thì mới có thể ghi nhận là việc khỏi bệnh hoàn toàn sùi màu gà bạn ạ. Còn nếu mới 3 tháng thì cái đấy vẫn chưa chắc chắn đâu bạn nhé.